Vợ chồng anh Đức, anh Phạm hưởng tuần trăng mật lớn nhất nhì showbiz, đi tour vòng quanh thế giới. Tính ra giàu ghê, mình đi một nước đi không nổi. Cặp này hưởng tuần trăng mật lớn nhất showbiz nhỉ, chứ đi khắp thế giới kiểu này ai làm lại. Chiều bà xã số 1 như anh Đức khiến nhiều khán giả phải tỏ ra ganh tị. Thích không? Ngay sau hôn lễ cổ tích của cặp đôi anh Đức và bà xã anh Phạm kết thúc, cả hai khiến công chúng 3 phần xôn xao, 7 phần ganh tị khi khoe loạt ảnh hạnh phúc trong chuyến đi tuần trăng mật tại nhiều nơi trên thế giới. Cặp đôi quyết định chọn điểm đến đầu tiên cho tuần trăng mật của mình là tại Beverly Hills, California, Mỹ. Cả hai muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, tham quan các địa điểm nổi tiếng và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Trên trang cá nhân, anh Đức chia sẻ, cả hai đã có những buổi dạo phố lãng mạn tại Beverly Hills, một trong những khu vực sang trọng bậc nhất của Los Angeles. Sau đó, lại tiếp tục hành trình đến Las Vegas, thành phố của ánh đèn neon và những sòng bài nổi tiếng thế giới. Bà xã anh Đức nhận xét chồng cô luôn biết cách mang đến cho vợ những bất ngờ thú vị và những khoảnh khắc đáng nhớ. Trên top cá nhân, bà xã anh Đức cũng khoe một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu chi và sự giàu có của cặp đôi vợ chồng son này. Có thể thấy, những điểm du lịch mà cặp đôi này check-in đều là những điểm đến vô cùng đắt đỏ và nổi tiếng. Công chúng nhận xét đây có thể được xem là tuần trăng mật lớn nhất nhì showbiz Việt. Cuộc sống sau hôn nhân đã mang đến cho anh Phạm những bất ngờ thú vị. Cô không ngờ cuộc sống lại ngọt ngào và vui vẻ đến vậy. Cả cô và anh Đức đều muốn tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại trước khi nghĩ đến việc có con. Cả hai đều tin rằng con cái là lộc trời cho và sẽ đến khi cả hai đã sẵn sàng. Tương tự bà xã, cuộc sống hôn nhân đã giúp anh Đức thay đổi một cách tích cực. Anh đã từ bỏ những thói quen cũ để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh chia sẻ, trước đây tôi thường bận rộn với công việc, nhưng giờ đây, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cả anh Đức và anh Phạm đều cho thấy sự trưởng thành trong tình yêu. Họ hiểu rằng việc giữ gìn hạnh phúc gia đình cần sự nỗ lực của cả hai. Chính vì vậy, cả hai luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu đối phương, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt để giữ gìn không khí gia đình ấm cúng. Anh Phạm tự nhận xét bản thân đã tìm thấy một người bạn đời hoàn hảo. Cô chia sẻ, chồng tôi luôn là người lắng nghe tôi tâm sự. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn tràn đầy sự ấm áp và lãng mạn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn đồng hành như vậy. Bạn thấy sao trước tình cảm của cặp đôi này? Bình luận cho YAN biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!